Lấy cảm hứng từ những đôi lứa yêu nhau, thương hiệu áo cưới Lê Huy đã cho ra mắt bộ sưu tập Luxury muốn gửi gắm thông điệp ngọt ngào đến tất cả các cặp đôi. Hãy yêu, cưới và hạnh phúc theo cách của bạn. Luxury là mẫu váy cưới đa dạng, phong dáng và chất liệu chính là điểm nhấn để làm nổi bật cá tính cho từng cô dâu. Bên cạnh đó, để tạo sự liền mạch cho cả bộ sưu tập, Lê Huy chọn những chi tiết cắt cúp khéo léo, kỹ thuật trang trí ấn tượng với pha lê cườm. Nếu những chiếc đầm cưới phồng xòe đính kết nhẹ nhàng, phù hợp cho tiểu thư đài cát, thì đầm cưới đuôi cá với kỹ thuật tinh tế sẽ dành cho các cô nàng chuộng sự quyến rũ cũng như thấu hiểu cá tính của bản thân. Thiết kế bắt mắt, đính kết lấp lánh và dáng váy ấn tượng sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành riêng cho những cô dâu muốn thu hút mọi sự chú ý, mang đến vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng như chính cái tên của bộ sưu tập Luxury.